hành hay luộc, giờ muốn làm gì? Này chúng ta đang chuẩn bị làm một món gọi là chân gà với chân vịt hấp hành nữa anh chị. Ở ngoài vườn không ý gọi sớm nhất á. Đổ nước vô nồi đặt cái lên. Chừa muối mớ đi. Ép lòng cho tụi bé. Quả cá chân ngon. Có bột vào hộp gần ngoài nhất á. Đem. Rồi, chân gà và mề gà nha. Mề gà. Chân gà nhập được, mề gà. Thôi để vậy đi, để nguyên trạng. Mề gà với lòng gà này nè. Sắc ra nhỏ nhỏ cho chị ăn chứ. Mười làm món gì mười? Cái này cho tụi nó hấp đi, rồi tao mới sắc mơ xào mì. Là mũi xào tiêu. Mũi có tiêu cho nó thơm, ăn ấm bụng nữa. Tiêu rắc vô cho thơm, cho ấm bụng nha quý vị. Đây giờ đang không rảnh xay tiêu. Đây mũi sắc cho, sẵn sớm sắc cho. Là xay tiêu nha, ăn xay tiêu. Ngoài giật dừa rồi. Ừ, phụ nó rồi. Ngoài giật dừa, ngoài hốt củi vô. Ngộ con bà thích bạo lực cái gì, uống mà phải có người nạt nổ mới uống. Khi ăn nó cũng uống vậy. Đầu tiên là bột cà no, sau đó là bột ngọt, rồi chút xíu muối, tiêu, rồi thêm gừng. Rồi. Giờ tới hành. Giờ thêm là củ hành, chút xíu nữa mình sẽ bỏ là lá hành. Mình để hành sao? Phối hợp. Đây là giờ chị mùi vị cho cái chân gà. Trước khi ta đang lên hấp là ta phải đưa vào thay mỡ. Bây giờ làm chế thế này là đủ để hương vị để mình sắp dầm cái. Ướp xong gia vị rồi xong thì bỏ vô nồi hấp khoảng tầm 20 phút. Quý vị. Đây. Rồi bắt đầu rồi, mâm mâm nha quý vị. Xong rồi đó. Rồi, đó quý. Quá còn. Cái liền nhanh quá.